Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Sẹp Đường 8 và tiếp tục này là em đây. Thì video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác đó là một cái mẫu phụ kiện mà rất nhiều các bác đang quan tâm đã hỏi em trên trang fanpage của em. Thì đây ngay trước mặt em đây thì đó là một cái nối cổ đấy, thì rất nhiều các bác hỏi đó là bên em có bán một cái nối cổ không. Thì rất nhiều các bác đi những cái dòng xe mà ghi đông nó hơi cúi cũng như rất là thấp. Tuy nhiên thì các bác biết rồi, những cái dòng xe cao tiền như xe đua hoặc là những dòng xe touring địa hình các thứ thì những cái dòng xe cao đắt thì nó làm ghi đông rất là thấp nhá. Đó thì đây là cái tiêu chuẩn nước ngoài vì nó làm kiểu nhập gió các bạn, đó là xe thể thao kiểu như thế. Nhưng mà các bác nhiều bác không quen thì nó là muốn nâng cái cổ lên cho nó đi đỡ mỏi cũng như là nó dễ sử dụng, dễ đi, nói chung là nó tạo cho các bác đó là một cảm giác thoải mái nhất. Đấy thì video ngày hôm nay thì đây có bán một cái nối cổ, rất nhiều nối cổ xin các bác, xin lỗi các bác, thì hôm nay em gọi là giới thiệu cho các bác đó là một cái nối cổ đang gọi là bán rất là chạy và rất là nhiều các bác sử dụng và nhận xét mẫu này nó rất là ok, nó cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây các bác nhìn nó bé vậy thôi nhưng mà cực kỳ là ok, các bác cách sử dụng nó khá đơn giản đó. Đấy các bác chỉ tháo cái vô tăng ra và nhét nó vô xoáy con ốc trên vô xong rồi đấy các bác thay cái nắp đậy ra xong đấy, rất là đơn giản đấy. Ok thì các bác nào ở Hà Nội thì muốn thay trực tiếp thì cứ vô 4 chi nhánh ở Hà Nội BM có thì có phần mô tả bên dưới thì các bác có thể xin địa chỉ bên dưới nhá. Đó thì các bác nào ở tỉnh xa mà mua hàng thì em sẽ hỗ trợ ship cũng như là nếu các bác nào viên nắp thì em cũng có thể là các video liên hệ Zalo đó để hướng dẫn cho các bác nắp cái này thôi. Đó cũng như là các bác nào mà mua xe rồi là tuy nhiên là các bác nào ở ngoài tỉnh mua xe em sẽ đóng thổ, các bác nào viên nắp thì cũng ăn đầu cho em luôn. Đó thì để nhận được mọi sự giải đáp thì các bác cứ liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0936307317 cũng như là để tư vấn những cái mẫu xe mà các bác đang quan tâm cũng như những cái phụ kiện mà các bác đang được biết còn có hay không nhé. Đấy ok thì đường link của cái vô tăng này thì em cũng sẽ để bên dưới cho các bác dễ tìm và dễ mua hàng hơn đó. Xin chào các bác nhé, các bác coi video này của em sẽ kết thúc video đây ạ.